giáo dục hạnh phúc mỹ mãn. Tập 6. Nhật giả thiên dương. Tây phương quả mộc thiên dương, ngài đến điểm quá bần tăng có phải không ạ? Ta nhìn thấy ông mỗi ngày quỳ bái tứ đại thiên dương chúng ta, thành tâm đáng được khen ngợi, nên đặc biệt tới băng phúc cho ông. Đa tạ thiên dương. Con rắn này là quà tặng cho ông, ông hãy dùng tâm nuôi dưỡng nó. Thiên dương, người để con nuôi con rắn này có ý nghĩa gì? Ông không nhìn thấy trong tay ta cầm một con rắn sao? Hai con rắn này đều là thánh vật. Ông hãy nuôi dưỡng nó thật tốt để tăng trưởng phước đức của ông. Đa tạ thiên dương đã ban cho con rắn thần. Hả? Rắn? Chu thí chủ, để đừng sợ. Đây là thần rắn không có hại người đâu. Con rắn này là do quên nhặt về à? Không phải nhặt về đâu, là Tây Phương Quảng Mộc Thiên Dương tặng cho bần tăng đó. Sư huynh, huynh gặp được Tây Phương Quảng Mộc Thiên Dương sao? Đúng vậy, Thiên Dương nói huynh chăm sóc tốt cho con rắn này sẽ tăng thêm phước đức cho chúng ta. Thiên Dương nói như thế thật sao? Là bần tăng tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy. Nếu như là chỉ thị của Thiên Dương, vậy chúng ta hãy làm theo thôi. Mở cửa, mở cửa, mở cửa mau lên. Có chuyện gì vậy? Chúng ta đi xem thử. Mau mở cửa ra, mở cửa đi. Hai vị đại ca đến tìm đệ muộn như vậy, không phải là đến sửa chén bát sao? Đương nhiên là không phải rồi. Trong nhà huynh có phải là nuôi một con rắn không? A-di-đà Phật. Thần rắn là do bần tăng nuôi. Thần rắn mà ngài nuôi đó đã cắn bị thương gia súc hai nhà chúng con. Không đâu, thần rắn không làm tổn thương người khác đâu. Không tin thì có thể tới nhà chúng con xem. A-di-đà Phật. Hai vị thí chủ xin bất giận. Hai người có tổn thất gì thì chúng tôi sẽ bồi thường. Chúng ta phát hiện sớm nên không tổn thất gì nhiều, cũng không cần phải bồi thường gì cả. Chúng ta đến chỉ là muốn báo cho mọi người biết thôi. Đừng có thả rắn ra ngoài nữa, để tránh tạo thêm thương vong. Đa tạ hai vị thí chủ nhắc nhở. Chúng tôi về sau sẽ không làm như thế nữa. Đi thôi. Vô cấu sư huynh, để tránh ra gây thương vong cho chúng ta, hãy thả con rắn này đi đi. Vậy làm sao được? Thần rắn là do Tây Phương Quảng Mộc Thiên Dương ban cho ta. Ta làm sao có thể bỏ rơi nó được chứ? Chúng ta nuôi rắn trong nhà quả là rất nguy hiểm. Thần rắn là thánh vật, huynh sẽ không bỏ rơi nó đâu. Buổi tối huynh sẽ cùng ngủ với thần rắn, như vậy thì nó sẽ không còn chạy ra ngoài nữa. Vô cấu đại sư, không thể nào mỗi ngày ôm con rắn đó ra bên ngoài ngủ như vậy được. Cởi chuông vẫn là tìm người buộc chuông. Chúng ta chỉ còn cách là đi tìm Tây Phương Quảng Mộc Thiên Dương giúp đỡ thôi. Nhất Thanh sư phụ, chú muốn đi đâu vậy? A-di-đà Phật, Thiên Dương, Nhất Thanh đang muốn tìm ngài. Ngươi không phải là Thiên Dương, ngươi là con cháu của Ma Dương. Tiểu Hòa Thượng, chú thật là lợi hại, không ngờ lại bị chú phát hiện rồi. Có điều là chú đừng mơ có thể thoát ra khỏi nơi này. Hai người mau thả ta ra. Hai người mau thả ta ra. A-di-đà Phật, đa tạ Thiên Dương cứu giúp. Nhất Thành không cần đa lễ, bọn chúng giả làm ta đi lừa gạt người khác. Ta đang định giáo huấn chúng đây. Thiên Dương tha mạng, hai người nhiều lần phá hoại chánh pháp, tội không thể tha. Tụi con đều là nghe theo lệnh của tổ sư mà thôi, tụi con không dám nữa đâu. Các ngươi tuy là con cháu của Ma Dương Ba Tụ, nhưng chỉ cần nhất tâm hướng thiện thì cũng có thể thành Phật. Chúng con biết sai rồi, cho chúng con thêm một cơ hội nữa được không? Các người mau đi đi. Các người mau đi phản tỉnh đi. Thiên Dương,
Vô cấu siêu huynh bị mê hoặc bởi tên linh ma, ngài có thể hạ phàm điểm hóa huynh ấy được không? Có một số chuyện phải do bản thân ông ta tự lãnh ngộ. Vô cấu đại sư, huynh đang làm gì vậy? Bần tăng đang bỏ thần rắn vào ống tre, như vậy nó sẽ không chạy ra ngoài nữa. A-di-đà Phật, đây quả là một cách tốt. Thần rắn tối qua đã cắn bị thương gia súc của hàng xóm. Huynh định lên núi hái thuốc về trị thương cho những con gia súc đó. Sư huynh thật là có tấm lòng nhân hậu. Vậy cung tên này, trên núi có nhiều giả thú, mang theo để phòng thân, ta phải đi đây. Nhất Thanh cùng đi với huynh. Để cũng đi. Cẩn thận. Có chó đó. Con thỏ đang gặp nguy hiểm. Chúng ta đem con thỏ này về nhà trị thương mới được. Con thỏ đâu rồi? Con thỏ đâu? Sư huynh, huynh đừng nóng vội. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Con thỏ chúng ta cứu về hôm qua không thấy đâu nữa. Có thể là nó chạy ra ngoài chơi rồi. Vết thương của nó vẫn chưa lành hẳn. Nếu gặp phải con chó đó nữa thì tiêu rồi. Chúng ta ra ngoài xem thử. Ở đây có dấu chân. Nhìn cách cỡ dấu chân thì hình như là con thỏ lưu lại. Chúng ta lần theo dấu chân đi tìm. Thỏ con bị thương như vậy mà còn chạy xa được à? Ở đằng kia. Thỏ con nguy hiểm. Hình như là con thỏ đang bảo vệ cho con chó đó. A-di-đà Phật. Thế chủ, thỏ này hiền quá. Con chó đó sẽ làm hại con thỏ. Chúng ta phải làm sao đây? Vô cấu sư phụ, hãy bỏ cung tên của ông xuống trước đã. Bần tăng bái kiến Quảng Mục Thiên Dương. Vô cấu sư phụ hãy đứng lên. Các ngươi có biết tại sao chú thỏ này lại bảo vệ chú chó không hả? Xin Thiên Dương khai thị cho chúng con. Hôm qua mọi người nhìn thấy chú chó này đang nhìn chằm chằm con thỏ, nên cho rằng chú chó này đang muốn làm hại con thỏ, có đúng không? Dạ. Vậy ta sẽ mời chú thỏ nói về những gì mà ngày hôm qua nó đã trải qua. Ngày hôm qua tôi đang chơi ở trong rừng thì có một con hồ ly đột nhiên lao ra cắn tôi bị thương. Hồ ly đang tính ăn thịt tôi thì đại ca cẩu đi ngang qua đã đuổi hồ ly đi. Nhưng mà con hồ ly đó rất xảo quyệt, cứ nấp trong bụi rồi theo dõi tôi. Đại ca cẩu vì lo lắng hồ ly sẽ tới làm hại tôi nên mới bên cạnh tôi không rời đi. A-di-đà Phật, hóa ra là bần tăng hiểu lầm chú chó này rồi, còn dùng cung tên bắn chú chó bị thương. Thật là tội lỗi. Đa tạ Thiên Dương chỉ điểm chỗ mê mờ. Các người nhìn thấy bên tay phải của ta có một con rắn, có biết nó đại biểu cho điều gì không? Nó không phải là thánh vật có thể mang lại phước đức sao? Đương nhiên là không phải rồi. Chúng ta thường nói thần long nhìn thấy đầu chứ không thấy đuôi. Rắn cũng như vậy, nó đại biểu cho biến hóa. Trong trời đất này, tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật đều là biến hóa vô thường, biến hóa đa đoan. Tay trái ta cầm hạt châu, hạt châu đại biểu cho bất biến. Nguyên tắc lấy cái bất biến để ứng phó với vạn biến, cần phải nắm chắc. Có như thế mới có thể ứng phó được với tất cả biến hóa. Cho nên bất luận là gặp phải vấn đề gì thì đều phải nhìn sự việc một cách rõ ràng mới có thể thông dòng ứng phó. Nếu không thì rất dễ tâm tốt mà làm thành việc xấu. Hóa ra con rắn và hạt châu trong tay Thiên Dương là có ý nghĩa như vậy. Thiên Dương, lần trước rõ ràng ngài nói với bần tăng rắn là thánh vật ban phước mà. Phước đức phải dựa vào bản thân mình tu hành mới có được. Nói như vậy, lần trước bần tăng gặp phải không phải là ngài rồi. Ông cuối cùng cũng khai ngộ rồi. Có ngờ là bần tăng bị lừa rồi. Sư huynh, không cần phải tự trách mình nữa. Cũng giống như Quảng Mục Thiên Dương đã khai thị, trong trời đất này, tất cả mọi người, tất cả mọi việc, tất cả mọi vật đều biến hóa vô thường, biến hóa đa đoan. Bần tăng từ này về sau nhất định phải nhìn sự việc cho rõ ràng, quyết không để bị mê hoặc nữa. A-di-đà Phật, thiện tài, thiện tài. Không ngờ là lần này chúng ta lại bị thất bại rồi. Mình muốn bế quan tu luyện, đợi mình luyện được ma pháp cao hơn một tầng nữa, rồi hãy đối phó với tiểu hòa thượng. Không cần gấp, chỉ cần lòng tham sân si của con người thế gian không dừng lại, thì lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội thôi.
Nam mô A Di Đà Phật.